Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của CBN TV và câu chuyện về dược thảo chúng ta hôm nay xin được tiếp tục. Trước khi tiếp tục câu chuyện của chúng ta thì chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày chúng tôi lần đầu tiên giới thiệu đến quý vị cái sản phẩm mới nhất của tổ thuốc đông y mang tên là Heart Better, làm cái dược thảo rất là tốt cho tim, những vấn đề bệnh lý tim mạch như là chúng ta bị mệt ở vùng tim, nặng ngực mỗi buổi sáng, hay bị hồi hộp, huyết áp cao. Lý do là bởi vì chúng ta bị cao cholesterol và những cái mảng cholesterol nó bám trong mạch máu, nó khiến cho chúng ta dễ dàng bị huyết áp cao. Đồng thời nó cũng là một cái nguyên nhân chính và theo thời gian có thể đưa tới tình trạng nó gọi là heart attack, tức là chúng ta gọi là trụy tim, hoặc là chúng ta bị một cái nó gọi là stroke, tức là tai biến mạch máu não. Đây là một cái dược thảo, một cái dược phẩm mới nhất và nó bao gồm tinh chất của tỏi, và chúng tôi nhắc lại là tỏi không mùi. Tức là khi quý vị uống vào một lát sau mình thấy hơi thở mình nó bình thường, không có vấn đề gì hết. Bởi chúng tôi đã lấy ra tất cả những cái hóa chất mà nó gây cái sự nặng mùi khó chịu cho quý vị. Đồng thời nó vẫn giữ được những cái tác dụng quan trọng của tỏi. Và ngoài cái tinh chất tỏi, chúng ta có tinh chất của hạt rau mùi, nó gọi là mùi tây đó quý vị, nó gọi là parsley. Đây là một cái nghiên cứu rất là đặc biệt của y học hiện nay cho thấy là trong cái tinh chất này nó có rất nhiều cái hóa chất, có rất nhiều vitamin, nhiều khoáng chất, và đặc biệt là nó giúp cho chúng ta có thể tốt cho cái phổi, nó chống lại những cái rối loạn hô hấp, và đồng thời nó cũng nâng cao cái sức đề kháng để mà chúng ta có thể chống lại cái tình trạng gọi là cảm cúm. Thưa quý vị, cúm ở đây chúng tôi nói là cúm mùa quý vị nhé. Bên cạnh đó chúng ta lại còn có thêm cam thảo, là một cái dược vị rất là quen thuộc từ nhiều ngàn năm nay. Cam thảo có thể nói là một cái dược thảo rất là đa dụng, nhiều tác dụng trong tùy trường hợp. Nhưng mà khi chúng tôi đưa vào công thức này thì cam thảo lại có một cái tác dụng cùng với tỏi cũng như là tinh chất của hạt rau mùi tây, nó gọi là parsley seed, thì nó có thể giúp cho chúng ta vượt qua được cái mùa cúm, tức là chúng ta vượt qua thời tiết lạnh, giảm đi cái cơ hội chúng ta bị nhiễm cảm hoặc là nhiễm cúm mùa. Và tất nhiên là chúng ta vẫn có một cái tác dụng chủ yếu, đó là làm cho cái mạch máu nó sạch và nó lưu thông được, máu huyết lưu thông được tốt hơn, để chúng ta có thể có được cái hệ thống tuần hoàn cũng như là hệ thống tim mạch tốt đẹp và an toàn cho chúng ta, đặc biệt là khi quý vị bước vào cái tuổi cao niên. Thưa quý vị, thì ngoài ra thì chúng ta còn có những dược thảo khác, như là chúng ta có dược thảo gọi là trị đau nhức, gọi là Joy Better 1000 cùng với Joy Stronger 1000. Chúng ta có một cái dược thảo bổ mắt. Mắt của mình thì đương nhiên là mình làm việc hàng ngày thì theo thời gian thì chắc chắn là nó sẽ có những vấn đề. Nhưng mà phải nói là trong nhiều thập niên gần đây thì cái tình trạng về mắt ấy, nó xảy ra sớm hơn. Nếu như chúng ta trước đây chúng ta bị lão hóa mắt, thường thường là cái lứa tuổi 50, thì chúng ta mới có những vấn đề như là cườm, hoặc là chúng ta cườm nước. Nếu như chúng ta bị tiểu đường thì dễ bị cái glaucoma. Và nói chung tất cả những vấn đề về mắt nó xảy ra ở cái lứa tuổi gần cao niên hoặc là trung niên, vượt quá trung niên, tức là trung bình là tuổi 50. Nhưng trong vài thập niên gần đây thì cái tình trạng lão hóa nó xảy ra rất là sớm cho chúng ta. Thưa quý vị, một cái nghiên cứu mới nhất của các cái viện nhãn khoa Hoa Kỳ cũng như là những thông tin đi học, người ta cho thấy là cái mắt của chúng ta nó bị lão hóa ngay từ tuổi 30. Và đây là cái vấn đề mà nó đang ảnh hưởng tới 30% dân số tại Hoa Kỳ. Tức là nó ảnh hưởng tới trên 100 triệu người. Nó bao gồm vấn đề như là thoái hóa võng mạc, đặc biệt là võng mạc là một cái màn nó, chúng ta được gọi là cái màn hình ấy, nó ở nằm cái đáy mắt, và chính nó là cái nơi mà tiếp nhận những tín hiệu về hình ảnh, tín hiệu về màu sắc, tín hiệu về đường nét, để mà chúng ta có thể nhìn thấy, nhận biết được là chúng ta đang nhìn thấy cái gì, một đóa hoa hoặc là một con đường để chúng ta lái xe đi, vân vân và vân vân. Thì do cái công nghệ thông tin hiện đại, chúng ta dùng cái công nghệ LED gần như khắp mọi nơi, ngay cả cái hệ thống đèn thắp sáng trong nhà cũng vậy, cũng là bóng đèn LED để tiết kiệm điện, phải không ạ? Thế thì chúng ta thấy là nếu như cườm, hay là cườm nước hay cườm khô, tức là mình gọi là cataract cũng như là glaucoma, nó xảy ra vào cái lứa tuổi 50 trở đi, thì thoái hóa võng mạc nó xảy ra rất là sớm, tức là lứa tuổi 30. Và cái điều này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến thị giác của chúng ta, ngay cả các bạn trẻ. Quý vị thấy là chúng tôi cứ nói đi nói lại trên làn sóng này,
ngày xưa mà những cái bạn, những cái cháu nhỏ ở tuổi thiếu niên hay là thiếu nữ ít có vấn đề về mắt lắm, trừ khi bẩm sinh. Trừ khi bẩm sinh sinh ra là có vấn đề về mắt thì cái đó mình không nói, nhưng mà những vấn đề bệnh lý nó nảy sinh từ cái lứa tuổi trẻ nó hoàn toàn gần như không có. Thế nhưng mà tại sao nó lại xảy ra vào cái lúc này và nó nhiều hơn? Là bởi vì các cháu phải tiếp xúc với computer nhiều quá, sử dụng phone, lúc nào cũng sử dụng phone, texting cho bạn bè, hoặc là lướt qua những trang mạng, hoặc là mình coi một cái video clip ở trên YouTube chẳng hạn. Thì hầu như cái thời giờ mà chúng ta gắn tiếp xúc với cái màn hình cell phone và cũng như là TV, cũng như là cái laptop, như là ngay cả những cái máy chơi game càng ngày càng nhiều trong đời sống chúng ta. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy là cái gì cũng vậy, cái gì mà nó quá mực thì nó sẽ có vấn đề. Đó là lý do tại sao mà các cháu trẻ hiện nay có những vấn đề về mắt rất là nhiều. Và các phụ huynh ấy, trước đây chỉ lo cho các cháu ăn mặc mạnh khỏe, đi học, nhưng mà bây giờ phải lo cho cả đôi mắt các cháu. Chúng tôi thấy rất nhiều quý vị phụ huynh có những cái lo ngại đó. Thì thưa quý vị, iSpecter là một cái dược thảo, nó giúp cho quý vị bớt đi cái niềm lo âu đó. Chúng ta cho các cháu uống một ngày một viên thôi thì giúp cho các cháu có một đôi mắt sáng tỏ. Cái viên này nó cũng dễ uống, ở cái trạng thái gọi là capsule, rất là dễ uống quý vị. Và nó là một cái tổng hợp của 5 cái dược chất. Chúng ta có tinh chất của kỷ tử này, tinh chất của cúc hoa, rồi một cái tinh chất khác nó rất là cần thiết, đó là quyết minh tử. Nó có tác dụng chống ngứa mắt, chống đỏ mắt. Bởi vì khi mà chúng ta ngứa mắt thì sao? Chúng ta phản ứng là chúng ta không kịp có cái napkin thì chúng ta lấy tay chúng ta dụi, nhiều khi mình quên đi thì mình dễ bị nhiễm trùng. Thì những cái cơ hội nhiễm trùng thường thường nó xảy ra ở do chúng ta dụi mắt không có để ý, gần như là nó chiếm tới tỷ lệ tới 70%. Vâng, và bên cạnh đó thì chúng ta lại có thêm hai cái dưỡng chất của Tây rất là quan trọng, nó tên là lutein và zeaxanthin. Thì đó là những cái tổng hợp thành một cái công thức và giúp cho chúng ta có một đôi mắt khỏe mạnh, vừa tốt cho các bạn trẻ, vừa tốt cho những người trung niên, cũng vừa tốt cho quý vị cao niên. Quý vị cao niên mà nhiều khi mình ngồi coi TV, chúng ta thấy rồi, cái nước mắt tự nhiên nó cứ chảy một dòng rồi đấy, giống như đang khóc rồi đấy, thực sự không phải. Thì đó là quý vị thấy là đôi mắt là một cái tặng vật rất là quý giá mà thiên nhiên cho chúng ta. Chúng ta dùng nó quá nhiều trong ngày, thì quý vị nhớ là không gì hơn là chúng ta hãy có những cái dược thảo tốt cho đôi mắt. Bởi vì ngay cả chính khi mà chúng ta có một đôi mắt mạnh khỏe, thị giác tốt, thì sao? Quý vị cảm thấy yêu đời hơn, mình ngắm cái hoa nó đẹp hơn, mình coi TV mình thấy rõ nét hơn. Chứ bây giờ thế là chúng ta đang ở trong cái gọi là cái thời đại nghe và nhìn, mà nhìn nó là quan trọng hơn nghe. Thì ra quý vị thấy là đôi mắt rất là quan trọng và rất là cần thiết, và chúng ta nên coi đó như là một cái bảo vật mà thiên nhiên cho mình để mình giữ gìn và chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là chúng tôi nói về cái iSpecter và giá chỉ có 49 đô la. Hôm nay quý vị được mua 3 tặng 1 trong cái khi quý vị gọi vào trong làn sóng này. Và chúng tôi duy trì cái promotion này để chúng tôi chào đón cái ngày lễ Thanksgiving đang đến với chúng ta. Một cái dược thảo khác nên chúng tôi cũng có lẽ cũng cần nói một cách chi tiết hơn, đó là chúng tôi nói về cái Sugar Beta Tree. Thưa quý vị, Sugar Beta Tree là một cái tổng hợp của 3 cái dược vị. Chúng ta có khổ qua này, rồi chúng ta có xương đồng bệnh cơ, rồi quế tích lan. Tại sao chúng tôi lại phải phối hợp thêm với quế tích lan? Bởi vì quế tích lan là một loại quế nó không nóng. Nó khác hẳn cái loại quế mà chúng ta thường biết là nó ở Việt Nam hoặc là ở bên Trung Quốc. Thì nó có cái tên khoa học nó gọi là Cassia cinnamon. Thì cái loại quế mà Cassia cinnamon ấy, nó nóng và chúng ta không thể dùng được nhiều ngày. Và đồng thời cái dược chất của nó không có được mạnh bằng cái quế tích lan. Quế tích lan có ưu điểm đầu tiên là nó ấm thôi, và dùng thường xuyên không có bị nóng, không có bị khô miệng, không có bị nóng trong bao tử, cũng không bị hại gan. Và đồng thời cái đặc điểm thứ hai của quế tích lan là nó có rất nhiều cái dược chất, có nhiều cái protein. Nó có công năng là nâng cao cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Bên cạnh cái chuyện là nó loại trừ những cái lượng đường thặng dư trong máu là một lẽ, nhưng mà nó còn giúp cho cái vấn đề gốc là tại vì tế bào không hấp thu đường cho nên chúng ta mới bị tiểu đường loại 2. Và ngay cả trong trường hợp mà chúng ta đang bị loại 1, tức là quý vị phải chích mỗi ngày, như lúc nãy có một quý khách gọi vào để order, thì quý vị thấy là chích mỗi ngày
thì đôi khi đến một cái mức nào đó chúng ta bị lờn thuốc hoặc là nó không tác dụng được như ý muốn, thì nó chúng ta cần thêm cái dược thảo này để mà uống theo thêm để hỗ trợ. Và ngay cả một số trường hợp quý vị bị loại 1 một thời gian dài, nó sẽ chuyển thành loại 2. Đã có những cái người vừa bị loại 1 và vừa bị cả loại 2. Và tất nhiên là cái sự điều trị rất là phức tạp. Như vậy thì tiểu đường có đáng là một cái căn bệnh để chúng ta phải quan tâm không? Chắc chắn là chúng ta phải quan tâm. Nhưng mà không đáng để chúng ta phải lo sợ quá. Tại sao quý vị? Khi chúng ta biết là cái lượng đường của mình nó tăng cao, đây là một căn bệnh cho phép quý vị tự chữa bằng cách là mình ăn uống lành mạnh, mình giảm cân, ăn rau nhiều, không ăn đồ ngọt, tránh ăn tinh bột nhiều, ngay cả những cái thức ăn mà nó béo quá cũng không tốt. Thế thì chúng ta vẫn có thể tự kiểm soát được. Và cái hay nữa là chúng ta nên dùng thêm dược thảo để cho cái kết quả nó nhanh hơn. Bởi vì thực ra đối với nói thì nói là như vậy, nhưng mà ngay cả quý vị khi mà chúng ta ăn gọi là ăn ngọt quen rồi, hoặc là chúng ta ăn tinh bột quen rồi, chúng ta bỏ rất là khó chịu. Mà cái điều nữa thứ hai đó là mình phải công nhận là những người nào mà càng bị tiểu đường thì lại càng thèm ngọt. Đó là cái nghịch lý. Càng bị tiểu đường thì càng thèm ngọt là vì tại sao? Khi mà chúng ta không bị tiểu đường, tức là đường nó đã đầy đủ trong tế bào thì chúng ta không thèm. Tại vì đường nó phải vào trong tế bào để nó giúp cho tế bào hoạt động, giúp cho chúng ta có thể có một sức khỏe tốt để chúng ta làm việc, vừa từ tinh thần cho đến cả thể chất. Nhưng khi mà tế bào không nhận đường mà nó nằm vào trong máu á, thì chúng ta bị những vấn đề bệnh lý đã đành, và chúng ta lại có cảm giác thiếu đường. Tại vì đường nó không ở trong tế bào thì chúng ta cần phải, mà chúng ta ăn vào nữa thì nó lại trở thành vấn đề làm cho cái tiểu đường nghiêm trọng hơn. Thế thì cái điều đầu tiên là chúng ta nhìn những cái chất ngọt đã đành, hoặc là chúng ta giảm đi thì đã đành rồi, nhưng mà chúng ta nên dùng dược thảo để cho cái hiệu quả nó đưa đường trở lại được vào máu, gia tăng được khả năng hấp thu đường, thì quý vị sẽ bớt thèm đường và đồng thời quý vị sẽ có một cái lượng đường làm cho quý vị yên tâm. Một cái điểm nữa là cái người mà nào mà bị tiểu đường ấy, thì rất là dễ lên cân. Cũng có một số người bị tiểu đường mà không lên cân, nhưng mà có những người bị tiểu đường thì lên cân. Là tại sao? Là bởi vì khi mà cái đường mà nó dư đó thì nó sẽ được dự trữ trong gan. Mà khi nó dự trữ trong gan thì nó biến thành cái gì thưa quý vị? Biến thành chất béo. Tất cả những cái đường thẳng dư nó sẽ được giữ trong gan và nó biến thành chất béo. Một số khác ở trong cơ thể chúng ta nó bị lên men. Mà khi nó lên men thì đi tới đâu nó tàn phá tới đó. Tại vì quý vị biết là cũng như mình làm men rượu đấy, thì làm bằng đường đúng không? Để một thời gian thì nó biến thành axit và nó làm cho cái men rượu nó dậy lên. Thì đường vào cơ thể cũng vậy, nó cũng sẽ trở thành axit một phần nào đó, và nó làm cho nó phá hoại những tế bào thị giác. Nó làm cho chúng ta, nó đi đến đâu thì nó phá tới đó. Ngay cả cái vết thương ngoài da mà chúng ta đang cần nó lành, nó lại không lành. Dù chúng ta uống trụ sinh hay là chúng ta làm cái gì như vậy, mà khi bị tiểu đường nặng thì rất là khó lành vết thương ngoài da. Thì đây là một cái điều mà chúng ta đã biết. Ngoài ra thì nó còn làm cho cái thận chúng ta nó mệt mỏi hàng ngày, và theo thời gian nó sẽ đi tới một cái tình trạng bệnh lý rất là nặng, nó gọi là kidney failure. Rồi khi mà kidney nó fail lên, tức là thận nó bị hư, thì chúng ta phải đi lọc thận. Thì quý vị biết là thay vì chúng ta kiểm soát ngay từ đầu và chúng ta không có chú trọng, chúng ta ỷ lại vào một cái loại thuốc nào đó mà chúng ta không có chịu thay đổi cách ăn uống, thì chắc chắn là thuốc cũng sẽ không giúp được gì. Mà lúc đó chúng ta sẽ thấy, ồ tại sao tôi uống thuốc mà nó không tác dụng, mà chúng tôi lại từ từ tới cái tuổi nào đó thì chúng tôi lại bị gọi là bại thận và đi lọc thận. Thì đó là tại vì chúng ta không phối hợp nhiều cái phương thức với nhau để chúng ta đối phó với căn bệnh tiểu đường. Thành ra có thể nói là tiểu đường sợ hay không đáng sợ là do ở mỗi người. Mặc dù là các cái cơ y tế, những cái cơ sở y tế người ta bào chế thuốc để giúp cho quý vị, nhưng mà chính quý vị cũng là phải là thầy thuốc của mình. Chúng ta thường nói là những công việc của các bác sĩ đông y cũng như là tây y chỉ làm được 50% là tối đa. Cái phần còn lại nó thuộc về quý vị. Thành ra quý vị biết là chúng tôi đã từng thấy có những người họ bị tiểu đường, ví dụ như họ đang ở tiểu đường bình thường, đi xét nghiệm máu thấy ô đường mình nó ở giai đoạn báo động, nó gọi là pre-diabetic. Thì họ kiêng ăn uống ngay lập tức, ăn rau nhiều, không ăn đồ ngọt nữa, thì nó trở về bình thường. Thì quý vị đã thấy rồi, cái bệnh tiểu đường là căn bệnh mình có thể
tự giúp cho mình được. Tất nhiên mình cũng cần cái sự hỗ trợ của y tế, nhưng mà trong số đó thì chính cái sự đóng góp của mình cũng rất quan trọng. Bây giờ chúng tôi nhắc lại thêm một số thông tin về cái sản phẩm mà của chúng tôi gọi là mới nhất mà đang giới thiệu quý vị ngày hôm nay đó, để mà gọi là tốt cho tim mạch cũng như là tốt cho cái chuyện mà chúng ta nâng cao cái sức đề kháng với thời tiết lạnh đang đến trong đời sống chúng ta. Mùa thu mùa đông đang tới thì cái cơ hội bị cảm lạnh nó xảy ra rất là cao. Cái cơ hội mà chúng ta bị những cái bệnh cúm mùa nó cũng xảy ra rất cao. Cúm mùa là một cái loại cúm nó xảy ra hàng năm, quý vị phải chích ngừa cúm là như vậy đó. Thì năm nay thì cái con virus nó thay đổi thì chúng ta là phải có một cái loại thuốc mới. Thì đó là chúng ta đang nói về cúm mùa, mình gọi là influenza. Thì cái loại cúm này thì nó đã có từ lâu trong đời sống mình rồi, nhưng mà chúng ta không biết là tỏi có cái gì. Những cái thuốc mà tinh chất tỏi nó có khả năng giúp cho chúng ta giảm được cái cơ hội nhiễm cảm và nhiễm cúm mùa. Thì thưa quý vị, Heart Better là một cái dược thảo nó vừa có tinh chất của tỏi này, tinh chất của hạt rau mùi tây, rồi nó lại có thêm tinh chất của cam thảo. Chúng tôi đã từng thấy có những cái bệnh nhân họ bị ho, họ bị viêm họng, họ ngậm cam thảo họ hết ho ngay. Thì đó là cái thực tế chứng minh, chứ không phải là chúng tôi nói, mà đây là thực tế mà chúng ta đã biết là cái cam thảo nó có khả năng. Đây, chúng tôi xin mời quý vị đang gọi vào ạ. Bác sĩ có bán thuốc cái nhỏ mắt không? Dạ thưa vâng, cái thuốc nhỏ mắt thì chúng tôi không có thực hiện, nhưng mà chúng tôi có thuốc bổ mắt. Nó còn tốt hơn cái thuốc nhỏ mắt, là bởi vì cái nhỏ mắt là nó bên ngoài, còn đây cái mình uống cái thuốc nó gọi là ice better thì nó đi vào trong. Nếu mà bà đang có vấn đề gì, có bị khô mắt, có bị chảy nước mắt sống không? Chứ chỗ của bác sĩ là chỉ có bán thuốc uống chứ không có thuốc nhỏ phải không? Dạ vâng, chúng tôi không làm thuốc nhỏ là bởi vì cái thuốc nhỏ thì thưa quý vị là tại vì mình cân nhắc mình làm cái loại nào mà nó hiệu quả nhất và nó lâu dài nhất. Nếu trường hợp mà bà đang bị cái này cũng dễ thôi, một ngày mình uống 2 viên thôi thì cái mắt của mình nó sẽ bớt mỏi rất là nhiều, trong vòng vài ngày bà sẽ thấy ngay hiệu quả nhé. Còn cái nhỏ mắt thì chúng ta phải nhỏ từng ngày. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, cảm ơn bà, chúc bà mạnh khỏe. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy là nói về cái Heart Better một chút xíu, thì quý vị thấy là một trong cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta dễ bị ảnh hưởng về tim mạch này, hồi hộp, huyết áp cao là bởi vì chúng ta bị high cholesterol. Thì khi mà chúng ta, các cái nhà y học người ta nghiên cứu là trong những cái dược phẩm thiên nhiên thì tỏi là một cái dược phẩm rất quan trọng, có rất nhiều cái tác dụng và nó tốt đến độ mà chúng ta không ngờ tới. Cái tác dụng thứ nhất mà là nó làm cho sạch mạch máu. Mạch máu chúng ta cần sạch để bảo đảm cái sự lưu thông tốt đẹp và đồng thời bảo đảm được là cái áp lực máu trong thành mạch nó ở mức độ bình thường. Chúng tôi nhắc lại là áp lực máu rất quan trọng, bởi vì áp lực máu mà nó gia tăng ấy, chúng ta gọi là huyết áp cao, nó làm cho thành mạch nó giãn ra. Và nếu như nó xảy ra ở trên não bộ thì những cái vi mạch nó bị giãn ra và nó bị vỡ rất là dễ dàng. Và khi mà nó bị vỡ như vậy thì nó đưa tới cái gì? Chúng ta gọi đó là stroke, tức là tai biến mạch máu não. Quý vị nhớ nghe, nó có chữ mạch máu nha, tai biến mạch máu não tức là mạch máu nó bị vỡ hoặc là nó bị tắc nghẽn do những cái cholesterol nó bám vào đó. Thì đừng để chúng ta bị rồi thì chúng ta mới hối hận, là bởi vì quý vị biết là cái khả năng hồi phục của stroke vô cùng thấp, chứ chỉ có 10% thôi. 10% đây có nghĩa là di chứng nhẹ, chứ không phải 10% là trở về bình thường đâu. 10% đây là di chứng nhẹ, tức là khi mà stroke nó xảy ra ở bên não bên phải thì nó ảnh hưởng cái thân bên trái. Nó xảy ra bên trái thì nó ảnh hưởng thân bên phải, và đôi khi nó xảy ra hai bên luôn. Thì đó là một cái điều không may. Nếu mà nó xảy ra hai bên thì có những người chúng ta đã từng thấy họ bị liệt từ cổ cho tới chân, tức là hoàn toàn nằm một chỗ và sống một cái đời sống gần như là thực vật, tức là mọi cái thì đều phải có người giúp đỡ, không nói được, rồi không cử động được ngay cả ngón tay. Thì đừng để chúng ta rơi vào cái tình cảnh đó khi mà chúng ta có thể làm được cái gì đó để mà bảo vệ cho mình. Thì chúng tôi nói đây không phải là để có quý vị căng thẳng hay lo sợ, nhưng mà chúng tôi nói đây là bởi vì dựa trên cái nguyên tắc là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, phải không ạ? Ngay cả chính chúng tôi khi đến một cái tuổi nào đó thì cũng phải quan tâm tới và phải lắng nghe cái cơ thể của mình. Tại sao mình phải đi thử máu? Để thử máu để làm gì? Không phải thử máu để mà mình nhìn, mình thử máu để mình có biện pháp đối phó. Ví dụ như các bác sĩ cho quý vị thử máu để xem là đường nó bao nhiêu,
cholesterol bao nhiêu, triglyceride bao nhiêu để chúng ta biết và chúng ta có đối phó ngay lập tức. Cho nên tại Hoa Kỳ là một cái quốc gia rất là quan tâm tới vấn đề mà cho cái việc xét nghiệm máu, bởi vì xét nghiệm máu là một cái bằng chứng hiển nhiên để chúng ta có thể biết được rõ là vấn đề gì đang xảy ra trong cơ thể của mình. Và tất nhiên khi mà chúng ta thấy nó xảy ra thì chúng ta phải có những biện pháp đối phó, bởi vì cái đó là mình bảo vệ mình thôi. Đôi khi chúng ta không có thời giờ đi xét nghiệm, một cái triệu chứng bình thường quý vị cũng có thể cảm được. Thí dụ như cái tim mình tự nhiên nó nặng nặng, sáng thức dậy sao thấy nặng nặng, nó hơi khó thở, nó là nó có vấn đề đó thưa quý vị. Chúng ta chỉ cần xác nhận bằng một cái xét nghiệm thôi. Nhưng mà tất cả những điều xảy ra, mình thấy mình nặng đầu, mặt mình tự nhiên đỏ bừng lên, rồi đầu mình nặng nặng, nhức nhức, thì đó là có thể chúng ta bị huyết áp cao. Rồi mình cảm thấy là mình khó chịu quá, người nó bần thần quá, là đường mình nó lên cao. Vâng, thì tất cả những vấn đề bệnh lý nó đều có những biểu hiện. Cho nên người Mỹ họ có một câu là "You need to listen to your body", tức là quý vị phải nghe, lắng nghe cơ thể của mình. Chúng tôi thường nói đùa là mình phải nghe nó. Nếu mình không nghe nó thì đến lúc nào đó nó không nghe mình nữa, thì lúc đó là rất là phiền phức, phải không ạ? Thì thưa quý vị, tất cả những vấn đề xảy ra trong cơ thể chúng ta, từ đôi mắt, từ tất cả mọi cái cơ phận, từ cái cách ăn uống, từ cái giấc ngủ, từ cái tiêu hóa, nếu nó có vấn đề thì chúng ta phải lắng nghe và chúng ta phải tìm xem nó xảy ra ở đâu. Cũng như chúng ta lái một cái xe, nó có vấn đề là chúng ta phải biết ngay. Vì nếu không thì theo thời gian có những vấn đề xảy ra, chúng ta không có thể nào đối phó một cách gọi là triệt để được. Thì đó là câu chuyện mà chúng tôi vẫn thường lưu ý với quý vị. Và trước khi chấm dứt câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn luôn giữ cho mình an toàn, sức khỏe dồi dào, và đi ra đường thì hay là bất cứ sinh hoạt nào khi tiếp xúc với ai thì cố gắng giữ những biện pháp cần thiết, đeo khẩu trang, đeo găng tay khi đi vào chợ, rồi rửa tay, xà bông thường xuyên, thì để chúng ta cùng nhau vượt qua cái khó khăn này, một cái COVID-19 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị cũng trở lại cái live show này vào thứ hai tuần tới, từ 6 giờ tới 7 giờ tối, và thứ tư cũng từ 6 giờ tới 7 giờ tối. Xin kính chào và cảm ơn quý vị.